Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm và dịch vụ của hệ thống thế giới điện máy MediaMart. Và ngày hôm nay thì Đức Hoàng sẽ mang đến cho quý vị một siêu phẩm công nghệ đến từ LG, chiếc Smart TV 4K OLED 55 inch mang mã sản phẩm 55B8 PTA. Và đây được coi là một kiệt tác nghệ thuật mang đến điểm nhấn cho căn phòng của bạn. Ngay bây giờ hãy cùng Đức Hoàng khám phá chiếc Smart TV này. Smart TV LG 4K 55 inch 55B8 PTA với thiết kế không viền sáng tạo đi kèm trên đế phá cách giúp TV LG OLED hòa quyện hoàn hảo với mọi không gian sống, tạo điểm nhấn đẳng cấp cho ngôi nhà bạn. Chiếc TV 55 inch siêu mỏng này phù hợp đặt ở những không gian rộng như phòng họp, phòng khách. Nền đen hoàn hảo mang đến độ tương phản vô hạn, nâng cao chất lượng hình ảnh. Độ tương phản vô hạn khiến màu sắc trở nên sâu hơn, thể hiện được các chi tiết ngay cả nhỏ nhất, mang đến trải nghiệm điện ảnh hoàn hảo nhất. Chất lượng hình ảnh tuyệt hảo với công nghệ màn hình OLED, TV LG 4K có tới gần 8,3 triệu điểm ảnh tự phát sáng mà không cần đến đèn nền LED, giúp tái hiện các sắc đen trở nên hoàn hảo, mang đến độ tương phản vô hạn và cũng khiến cho chất lượng hình ảnh của TV trở nên cực kỳ ấn tượng. Công nghệ 4K Cinema HDR còn hỗ trợ những định dạng HDR như Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HDR10 Pro hay HLG Pro giúp cho người dùng có những hình ảnh như đang trải nghiệm trực tiếp. Và không những vậy, LG còn ứng dụng cho sản phẩm của mình hàng loạt những công nghệ hiển thị hiện đại. Không chỉ dừng lại ở đó, LG còn ứng dụng cho sản phẩm của mình hàng loạt công nghệ hiển thị hiện đại. Ultra Luminance tận dụng năng lượng từ các vùng tối để tăng cường năng lượng cho các vùng sáng nhằm nâng cao cường độ tương phản một cách hiệu quả. Nâng cấp hình ảnh lên 4K, TV LG tăng cường độ phân giải của các hình ảnh chất lượng chưa cao Full HD, HD lên chất lượng gần 4K thông qua các công nghệ xử lý hình ảnh cao cấp. TV OLED LG 55B8 PTA được tích hợp chip xử lý thông minh Alpha 7 cùng công nghệ xử lý hình ảnh độc quyền của LG giúp thể hiện trọn vẹn và phong phú rừng màu sắc và mọi hình ảnh chi tiết đều được hiển thị sắc nét, mang đến vẻ đẹp ẩn sâu bên trong. Smart TV OLED LG sử dụng hệ điều hành FOS, mang đến trải nghiệm sử dụng mượt cùng rất nhiều ứng dụng phong phú. Ngoài ra, TV còn được trang bị thêm remote thông minh giúp người dùng khai thác những nội dung giải trí không giới hạn một cách dễ dàng. Smart TV LG còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI ThinQ giúp nhận biết và thấu hiểu giọng nói của người dùng, giúp nâng cao trải nghiệm tìm kiếm và điều khiển TV. Với 4 cổng HDMI, bạn có thể dễ dàng kết nối TV LG với máy tính, đầu DVD. Thêm vào đó, 3 cổng USB có sẵn trên TV hỗ trợ bạn xem nội dung trên USB trực tiếp qua TV. Smart TV OLED 55 inch của LG cũng là chiếc TV được tích hợp cả hai công nghệ âm thanh hàng đầu hiện nay, đó chính là Dolby Atmos hỗ trợ âm thanh của mọi vật thể lên đến 128 loại khác nhau trong cùng một cảnh và ở cùng một thời điểm, cùng với hệ thống âm thanh vòm 360 độ và Dolby Vision sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm điện ảnh hoàn hảo. Ngoài ra, với Gallery Mode của LG, bạn có thể trải nghiệm những tấm hình và âm nhạc một cách tuyệt vời hơn khi LG OLED TV E8 có thể lắng nghe và thấu hiểu những gì bạn nói chỉ qua một câu lệnh. Những bức ảnh ấn tượng được cập nhật theo mùa bởi chip Advisor hòa quyện hài hòa cùng âm nhạc để mang những kỳ quan của thế giới đến với không gian sống của bạn với Gallery Mode. Với thiết kế siêu mỏng hiện đại cùng kích thước màn hình lớn sẽ tôn lên đẳng cấp cho bất cứ căn phòng nào. Đây là sản phẩm sẽ khiến bạn vô cùng hài lòng. Và để sở hữu sản phẩm này thì bạn sẽ phải chi ra số tiền đó là 45.900.000 đồng. Tuy khá lớn nhưng chắc chắn là bạn cùng gia đình mình sẽ có được những trải nghiệm không gian nghe nhạc, xem phim, điện ảnh, giải trí và chơi game chuyên nghiệp và đẳng cấp nhất. Chế độ bảo hành lên đến 24 tháng và được nhận thêm bộ quà giá trị tới hơn 11 triệu đồng bao gồm loa sound bar LG 4.1 SJ8R, lo vi sóng, chảo đường lock and lock trị giá 1.290.000 đồng, hoàn tiền 1 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ tín dụng của Vietcombank. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống thế giới điện máy MediaMart ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn muốn biết thêm thông tin hay muốn được tư vấn thêm những sản phẩm nào đó thì hãy gọi điện thoại đến số tổng đài quen thuộc 1900 6788 của chúng tôi hoặc truy cập vào website www.thegioidienmay.com. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.